Ngày 6 tháng 4 năm 2022, Công an huyện Khoai Châu nhận được tin báo ông Đỗ Đình Phốp sinh năm 1960, chú tại xã Đông Kết bị kẻ gian trộm cắp một xe mô tô nhãn hiệu Way khi để xe trong vườn nhãn của gia đình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Khoai Châu xác định Đặng Đình Nhất sinh năm 1987, chú tại xã Tân Châu là đối tượng trộm cắp chiếc xe của ông Phốp. Qua kiểm tra và phát hiện Nhất đang có hành vi tàng trữ trái phép 0,299 gram heroin. Đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp xe của ông Phốp, đồng thời khai nhận trước đó đã thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy tại xã Hàm Tử, An Vĩ, huyện Khoai Châu. Công an huyện Khoai Châu đã thu giữ 3 chiếc xe mà Nhất đã trộm cắp. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khoai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nhất về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hành vi trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật.